Rồi, em xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em lên một con máy Gubin NB40, nòng 40 ly. Cái ốc này là nãy em mở ra để em gắn cái nắp này vô anh chị. Cái này là cái máy mà bữa em quay mà nó bị bể chỗ này nè anh chị. Bữa nay em mới hàng lại nè. Đó. Em hàng rồi em dặm sơn lên nha anh chị. Mở trong là nhìn thấy rõ lắm đó, em dặm sơn lên. Nhưng mà cái máy này của có thầy của ông thầy ổng ở chùa ở đâu ở Lâm Đồng á, hỏi em kia em lên chế 430 cho thầy luôn. Nhưng mà anh chị nhìn cái này nè, em dặm nè, nhưng mà em nếu mà em lên chế khác buộc là em mới thay bình xăng này luôn nha anh chị. Em thay bình xăng này luôn, bình xăng này bữa hình như là nó nứt hay sao á, không ta có xem thấy đâu có nứt đâu ta, thầy nói nứt mà em đâu thấy nứt đâu ta, có không ta nhớ nữa, em lâu quá em quên rồi, mà giờ em nhìn đâu có thấy chỗ nào nứt đâu ta. À nó đâu có nứt, nó chỉ thiếu con dây thôi, nó gần gần thôi chứ đâu có nứt. Nhưng mà gần thôi chứ không phải đâu, cái này chạy anh chị ơi, không nứt, nứt lại xì xăng rồi. Nó nứt rồi em không gắn vô đâu. Nhưng mà thường thường là nếu mà em lên chế là em phải bỏ bình xăng, em phải thay bình mới. Tại vì cái anh chị mình lên cái này khoét cái này rồi cái lỗ này bắt lại nó phải đắp hàng lại nó, thôi để em gắn vô máy khác. Đó. Em lên chế mới cho lịch sự luôn. Ủa lên bình mới với chế mới cho lịch sự. Nè anh chị thấy cái nắp này là em sơn lại rồi nha. Nhưng mà sơn á, nhìn gì là anh chị nhìn gì là nó cỡ 70 á anh chị. 70 á, tại mới sơn là nó bóng như thôi chứ từ từ nó cũ lại là nó sẽ đẹp lên anh chị. Em sơn không có chữa tem lên nè. Nhưng mà sơn này nhìn cho nó sạch thôi chứ nếu mà tẹp nó là không được đâu nha anh chị. Cái này khó sơn lắm. Khó sơn lắm nha anh chị, cái màu này khó lắm. Tại vì anh chị á, anh chị mua về á, cái này là giấy này nãy là em thử màu nè. Anh chị mua về cái chai sơn là nó không có giống cái màu đâu nha anh chị, nó khác cái màu nha. Đó, mình sơn dặm là gì là quá đẹp anh chị. Tại vì nó mới thôi chứ bên đó nó mới rồi chứ nếu mà bên đây mới đó là đẹp rồi. Em chừa này lại giống như chừa jean lại anh chị. Đó, nhưng mà con này còn mai em đổi em, tại bữa nay trễ quá rồi. Ngày mai là em phải lên cái bình xăng mới. Chứ cái chế 430. Chế ra ngang anh chị cho dễ sử dụng. Đó, hàng cái nắp lại nhìn lịch sử anh chị, sơn lại nhìn lịch sử không? Khó sơn lắm nha anh chị. Nè, đây em chia sẻ luôn. Anh chị mua một cái chai màu đỏ 211 đúng không? Sơn vô là nó khác nha, không có giống đâu nha. Một chai. Nhưng mà mình sơn là ăn thua cái tay của mình anh chị quơ sao nó đều á. Là hai chai này nó mới lên màu được anh chị. Thêm một chai này nữa quên nữa. Chai lót nữa. Nó đủ thứ anh chị. Đó. Là anh chị dặm vô, nhưng mà dặm vô mình phải đều tay mới được chứ. Chứ con tùy theo con mắt mình canh nữa, anh chị phải canh cho nó đều màu. Chứ không phải nếu mà một anh chị mua một chai anh chị sơn vô thì dễ. Còn này là hai ba chai khoa lại nha anh chị. Nhìn đẹp chứ bộ, nhìn giống vinh luôn anh chị nhìn thấy không? Tại vì đây là nó chỉ có cái là nó ấy thôi chứ anh chị mà xịt bóng này lên hư là nó giống bảnh liền á. Đúng không? Nhìn ủa luôn á. Chỗ nào mới sơn thì nó buộc nó phải bóng bóng anh chị. Nhưng mà dài bữa nó dơ dài bữa là đều lại liền anh chị. Đó. Nắp này nó hơi xấu à. Mà trông đẹp. Trông đẹp tại máy lúc nào bên em cũng vệ sinh sạch sẽ hết anh chị ơi. Rồi. Con này ngày mai sẽ làm cho thầy để về phát ở trong chùa ở thầy nói ở đâu ta? Ở Lâm Đồng gì đó. Đó. Rồi, thôi em chào nha, để em dẹp vô, ngày mai tính tiếp. Con này ngày mai lên xong là đẹp lắm anh chị. Anh chị lên chế ra ngang chạy nó rất là chuẩn mà nó đỡ hao xăng nha anh chị. Đó, đỡ hao xăng. Đỡ hao xăng mạnh luôn nha, tại chế 430 là nó mạnh lắm anh chị, nó rộng cái họng nó lớn lắm. Nó vừa mạnh mà vừa tiết kiệm xăng. Đó, chứ còn anh chị lên chế 260 là em bảo đảm là thiếu xăng nè, nó thiếu là 60 luôn anh chị. Anh chị lên chế 260 chỉ có lên cho cái thằng Gubin 03 này được. Và 04 ủa không cứ 04 40 là không được đâu anh chị, là cái công suất này nó lớn rồi. Đỡ thằng 36 ly thì được. Đó, rồi, thôi, với anh chị tắt nha. Em mai chọn xong em đăng lên.
chào.